Mua laptop gaming trong 2023 thì cần quan tâm gì hay tối ưu những gì? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái mẹo đó. Xin mời. Trước khi đi vào phần chính thì mình ngồi trò chuyện với các bạn chút xíu đi. Hiện tại thì các bạn mua laptop gaming á, trong 2023 thì các bạn sẽ thường lựa chọn những laptop giống như thế này. Thôi mình lấy con này làm ví dụ đi. Đây là Top Gaming A15. Thì đây là một con máy có tất cả những thứ mà các bạn sẽ cần luôn. Ví dụ như là hiệu năng nó phải tốt nè, màn hình phải đủ đẹp này, tản nhiệt cũng phải đủ ngon. Và bên cạnh đó thì giá của em này cũng rất là tốt. Mình đã từng review rồi, cái thời điểm đó giá nó cao hơn bây giờ. Thì bây giờ nó chỉ có khoảng hơn 25 củ chút xíu thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái mẹo để tối ưu như cái laptop mà tụi mình thường hay sử dụng để đem lên clip để làm review cho các bạn ha. Và cái đầu tiên mà tụi mình thường hay làm đó là cập nhật driver và những phần mềm điều khiển cho chiếc máy. Đối với lại cái phần này á, thì mình thấy đa phần nhà sản xuất người ta đều khuyến khích các bạn cập nhật lên nha. Tại vì nó sẽ có những cái tác dụng như sau. Đầu tiên á, là nó sẽ giúp tăng cho các bạn cái hiệu năng của con PC hoặc là những cái máy laptop như thế này. Thông qua những bản driver mới hơn, nó được tối ưu nhiều hơn cho những cái linh kiện phần cứng bên trong đây. Cái điểm thứ hai á, là sẽ giúp cho hệ thống nó ổn định hơn, ít gặp lỗi với những cái bug ở bên trong cái máy mà khi chạy cái phần mềm cũ nó xảy ra. Và cái điểm thứ ba á, là thiệt ra là mình thấy cái việc này nó khá là đơn giản, cho nên là nhà sản xuất người ta rất là khuyến cáo chúng ta hay làm. Thì tụi mình thường sẽ cập nhật thông qua Windows Update ha, hoặc là cập nhật luôn. Đối với lại cái chiếc máy này thì cái trình điều khiển của nó sẽ là Armory Crate. Và khi mà mình mở lên thì đa phần nó sẽ tự động cập nhật luôn. Và có một cái câu hỏi mà các bạn vẫn thường hay hỏi rất là nhiều trên cái diễn đàn cũng như hay inbox hỏi tụi mình luôn là thực sự là có cần phải nâng cấp khi mà cái phiên bản phần mềm hay là cái phiên bản driver bên trên đây nó đã ổn định hay không? Thì ra cái mối lo này nó cũng đúng nha. Tại vì đôi khi sẽ có những bản cập nhật nó làm cho chiếc máy của bạn nó gặp lỗi, gặp bug, và nó khiến cho cái hệ thống của bạn chạy không ổn định. Hay thậm chí là có những cái phiên bản cập nhật driver mới của những con GPU hay là Vega, nó cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của những cái thiết bị đó nữa. Cho nên là ok, cái phần này thì mình nghĩ là nếu như bạn đã cảm thấy ổn thì vẫn có thể ở lại. Hay là bạn cảm thấy những cái tính năng mới của những cái driver mới hay là những phần mềm mới nó hay ho thì cứ cập nhật lên thôi. Hoặc là một cách đơn giản hơn là bạn có thể xem GVN nhiều và cập nhật thêm nhiều những kiến thức đó ở trên những video clip của tụi mình. Và cái mẹo thứ hai để giúp cho mình tối ưu được hiệu năng của con máy đó chính là sử dụng cho cái chế độ hiệu năng phù hợp với lại cái tác vụ mà bạn đang sử dụng ở trên máy. Nghe nó có vẻ hơi trừu tượng quá ha, thôi mình cắt nghĩa như vậy đi. Là khi mà các bạn chơi game thì chiếc máy của bạn nó cần phải hoạt động hiệu suất cao chút xíu. Khi mà các bạn sử dụng cho văn phòng, các bạn không cần nó phải mạnh đến thế, các bạn chỉ cần là nó yên tĩnh, nó mát mẻ là được thôi, đúng không? Thì nó sẽ có những cái đó ở bên trong những cái phần mềm điều khiển mà giống như hồi nãy mình đã có nhắc cho các bạn bên trên phần 1 á, là các bạn cũng cần phải cập nhật cái phần mềm điều khiển đó để những cái tính năng nó hoạt động tối ưu nhất. Thì ở đây á, đối với lại con máy Asus này nè, thì nó sẽ có những cái tính năng như sau. Cái chế độ hiệu năng thứ nhất mà ở bên trong những phần mềm Armory Crate này nè, nó có là tính năng Turbo. Khi mà các bạn bật cái này thì quạt nó sẽ chạy hiệu suất tối đa và cũng như là chiếc máy nó cũng sẽ dồn điện tối đa để chạy cho những cái tác vụ như là render này hay là chơi game nặng, AAA các thứ á. Cái chế độ thứ hai là chế độ performance, nó sẽ giúp cho chiếc máy này nó vẫn có một cái hiệu năng tốt nhưng mà nó không mạnh bằng turbo các bạn. Lúc này chiếc máy nó không đạt đỉnh nhưng mà nó vẫn sẽ cho các bạn một cái hiệu suất tốt và cũng như là máy nó sẽ ít ồn hơn so với chế độ turbo, tại lúc này quạt nó không chạy tối đa và nó sẽ phù hợp như những bạn nào mà chơi game esports hay là chơi những cái tựa game AAA sụt cũ nhẹ nhẹ. Và chế độ cuối cùng mà mình thấy bật cái ăn ngay, đó là chế độ Silent. Thì cái chế độ này nó khá là yên tĩnh các bạn. Và cũng như là chế độ này thì nó cũng sẽ giảm điện áp xuống của những cái linh kiện bên trong đây để giúp cho bạn có thể tiết kiệm pin hơn. Lúc mà các bạn sử dụng trong văn phòng hay là lúc các bạn mang ra ngoài đi cà phê á, các bạn cần thời lượng sử dụng pin tốt thì nên bật chế độ Silent này. Và cuối cùng, nếu như bạn là một người kiểu muốn can thiệp sâu hơn vào những cái tính năng này thì mình nghĩ là bạn nên sử dụng chế độ Manual Mode. Đối với là Manual Mode á, thì mình hay thường sử dụng để mình can thiệp sâu hơn vào tốc độ quạt nè, hay là hiệu năng của máy, mình có thể bơm thêm một chút điện để cho chiếc máy nó mạnh hơn so với chế độ Turbo một tí. Tuy nhiên là cân nhắc một điều á, là cái này các bạn cũng cần phải có kiến thức một chút để cho các bạn khi mà các bạn kéo cái điện áp của nó lên cao thì máy nó sẽ vẫn ổn định chứ nó không có bị thế nào thế kia. Và cũng như là như mình thấy, chế độ này nó khá là tối ưu cho những cái nhu cầu chuyên biệt cụ thể của từng cái tác vụ mà các bạn sử dụng luôn. Các bạn muốn như thế nào thì nó cũng được. Và ngoài ra thì các con laptop của những hãng khác nó cũng được trang bị chế độ này luôn, cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Và cái mẹo thứ ba mình hay thường sử dụng đó là sử dụng Max Width hoặc là Advanced Optimus để tối đa lượng FPS mà mình có được ở trên chiếc máy này. Cái tính năng này nó khá là cần thiết và hữu dụng đối với những bạn chơi game nha, đặc biệt là những bạn chơi game esports mà cần một cái FPS cao ấy. Thì đối với lại Max Width thì nó sẽ giúp tăng FPS và cũng như là giảm độ trễ hệ thống khi mà các bạn chơi những game này. Đối với lại Top Gaming A15 ở trên bàn mình đây á, thì khi các bạn mua về thì Advanced Optimus nó đã được kích hoạt sẵn và nó sẽ tự động chuyển đổi giữa DGPU rời và cũng như là iGPU bên trong máy khi mà các bạn mở game. Và cái tính năng này á, bạn hoàn toàn có thể bật hoặc tắt ở bên trong Nvidia Control Panel
Và nếu như bạn không thích sử dụng tính năng Advanced Optimus thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Max Width để máy luôn luôn xuất hình thông qua DGPU rồi. Để bật Max Width thì cũng khá là đơn giản, và chiếc máy có hỗ trợ Max Width bạn chỉ cần vào bên trong phần mềm điều khiển của những chiếc máy đó. Thì cụ thể đây là AmeriGrade, thì bạn chỉ cần bật Max Width lên và restart lại máy là xong. Đối với những tính năng này nó có thể giúp cho chiếc máy của bạn nó cải thiện FPS tối đa từ 5 cho tới tận 30% trong game. Nó còn tùy vào cái cấu hình của chiếc máy của bạn đang sở hữu nữa, cho nên đây là một cái mẹo rất quan trọng cho anh em nào mà cần FPS cao khi chơi game nhé. Và cái tips cuối cùng cũng là cái thứ tư, đó chính là nâng cấp RAM nếu cần thiết trong năm 2023 này. Có hai vấn đề chính đó các bạn. Đầu tiên là các bạn thấy là hiện tại nha, RAM đã rẻ rồi. Và cái thứ hai đó là meta của 8GB RAM thì mình thấy nó cũng khá là out rồi, out meta rồi. Và hiện tại các bạn thấy những con laptop khoảng 25 triệu đổ xuống đa phần đều sử dụng 8GB RAM. Đấy. Và khi mà các bạn sử dụng những cái tựa game hay một số những phần mềm, hiện tại mình thấy là có một vài tựa game nó đã yêu cầu nhiều hơn 8GB RAM. Đặc biệt là khi mà mình có test qua một con là Rocksteady G15 hồi bữa, mặc dù có hình khá là mạnh nha, nhưng mà mình chơi Hogwarts Legacy thì do thiếu RAM cho nên chiếc máy vẫn giật lag khá là tung nằm. Hiện tại khi mà các bạn nâng cấp RAM, ngoài cái việc là nó sẽ giúp cho bạn có nhiều RAM để lưu trữ hơn, dual channel nó sẽ tốt cho các bạn nào mà muốn tận dụng tối đa hiệu suất của máy, không chỉ cho chơi game mà những cái tác vụ khác, thì máy nó vẫn sẽ hoạt động tối đa hiệu suất nha. Hiện tại thì nhắc lại cho các bạn là RAM laptop đã rẻ rồi. Và ở Given cũng đang có chương trình là hỗ trợ giá cho các bạn, nhận được những cái voucher 500 ngàn nâng cấp RAM khi mà các bạn mua những con laptop gaming như thế này. Đừng quên nha. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn 4 cái mẹo khi mà mình test máy cho các bạn mà mình hay thường sử dụng nhất, để cho các bạn có một cái góc nhìn và cũng như là những cái kinh nghiệm để mà sử dụng máy tốt nhất có thể trong thời gian sắp tới, đặc biệt là khi mùa tựu trường tới rồi. Anh em mua laptop thì cũng đừng quên ghé qua đường link mình để phía bên dưới với những cái sản phẩm của GVN đang sale cho mùa Back to School này. Và các bạn thấy như thế nào những mẹo này có hay không, có hữu ích với các bạn hay không, hay là bạn còn những mẹo khác hay hơn mà các bạn vẫn thường sử dụng, để lại comment phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận về nó và để mình học hỏi luôn nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này, và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe như một sự ghi nhận chung sức tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại trong những video tiếp theo nha. Peace.